tôi đang nghiên cứu để loại trà tôi không những thơm nè, còn giúp chống lão hóa, giảm stress, giảm béo phì và còn đẹp da nữa. Nói chung á là loại trà của tôi sẽ thay thế mỹ phẩm làm sáng da đang bán trên thị trường. Cái gì? Chú Hậu bị bắt? Bị bắt vì tội gì cô? Mình đã từng gặp nhau chưa? Tại vì anh mất trí cho nên... Lúc xa cơ thất thế như vậy á, mình gặp nhau mới đọc chứ anh. À, hai vợ chồng em mới cưới. Nhưng mà mới cưới á, thì phải dành dụm tiền. À, cho nên 8 triệu một tháng thì cũng hơi căng đó anh. Dạ thưa cậu chủ, chị em cô Vi đã chuyển qua chung cư của cậu Triều để sống rồi. Hèn chi, hai đứa nó à vua theo nó. Tao nghe giọng là tao ngửi mua được liền. Tiếp tục theo dõi nó, có động tĩnh gì thì báo cho tao liền. Dạ. Em nghe đi anh nha. Ông Hậu đã tự sát tối qua rồi. Em với Vi qua anh ngay lập tức.